Chào tất cả mọi người nha, hiện tại mình đang ở đảo Phú Gia nha. Ở đây đêm nay sẽ tổ chức lễ đám cưới của con đại gia Phú Cường. Tối nay nghe nói sẽ có bắn pháo bông nha. Đây là gặp hoành tráng. Xe hơi rất là nhiều. Là biển. Ban đêm quay hơi khó nhìn. Quay hơi xa nha mọi người, khoảng cách cỡ 200 m. Gần cầu. Chú bảo vệ nói là tối nay 8:30 mới bắn pháo bông. Tết không bắn pháo bông nhưng mà đám cưới là bắn pháo bông. Đèn khủng. Giờ mình sẽ lại tiến lại gần tí, mình quay cho mọi người xem nha. Đây quán karaoke Luxury. Zoom xa nên màn hình nó hơi rung nha mọi người.